Với chương trình Đồng Tây Nam Bắc. Yeah! Và mình xin giới thiệu DJ ngày hôm nay. Hello mọi người, mình là Hana. Mong là mọi người sẽ thích cái bài hát của mình nha. DJ hậu đậu nha. Bớt lúng túng nha. Rồi, và khách mời ngày hôm nay sẽ là một cô gái hết sức đặc biệt và rất là cá tính, đến từ chương trình The Face, Linh Chi. Hello tất cả mọi người. Trò chơi đầu tiên tên là Vượt Xà Đơn. Luật chơi như sau. Trước mặt các bạn đó là một khung treo nhôm. Hot hot quá em ơi. Mỗi đội sẽ phải vận chuyển trong một team hai người có thể thay phiên nhau. Mỗi người một đầu sẽ tìm cách bưng bế làm sao để lần lượt các thành viên đội đối phương lọt qua khung nhôm. Trong thời gian là 3 phút, đội nào vận chuyển được nhiều lượt hơn sẽ giành chiến thắng. Rồi, bây giờ hai đội sẽ win sầm sỉ xem đội nào chơi trước. Yo. Sao đây? Chào Việt Thi. Cố lên, chào tên em. Vô. 3, 2, 1. Hay quá. Sao em lại mừng? Em sao em thắng mà. Thắng thì thi trước. Thắng thì được chọn thi trước hay thi sau? Thắng thì thi trước. Sao? Em tinh thần thể thao, em muốn thi trước. Ok. Đúng không chị? Đúng rồi. Nghe luật chơi. Đâu? Em phổ biến luật chơi ạ. Ai biết? Không biết luôn á, em tự chụp hình tiếp em. Chị có muốn chơi không? Ai đấy? Em lại các người. Ok. Bây giờ là đội mình sẽ phải bưng đội bạn lên. Đó, và lần lượt ví dụ như là B Hailey qua, B Gina qua. Mỗi người sẽ là một lượt. Và hết kết thúc 3 phút xem chị B được càng nhiều bạn qua thì có nghĩa chỉ cần cầm bê qua đây thôi đúng không? Vâng. Chứ không phải đỡ ở đây đúng không? Nhưng mà chị phải đảm bảo an toàn cho các bạn. Nhưng mà chị làm có nghĩa là như thế này, mình chỉ cần vứt qua đây thôi là đủ. Chị ơi, bê thôi, đừng vứt. Trong 3 người thì vứt Gina thôi. Trời em ơi, em phải xem lại đi. Oh my exit. Ok, nào. And I had the bad. And it's all because of me. Nào chơi. Đau à. Dạ. Ừ, bấm. Ô, anh muốn ăn đỡ đi em con trai. Không, anh phải bế qua chứ em. Nhớ là bảo đảm an toàn nhá. Trừ hai người ôm qua mới được chứ. Phải dùng đầu em. Em hai người. Đây, cứ làm đi nào. Ấy mình có được chạy qua không? Được. Đó, phải dùng đầu em. Ok. Trời ơi, dùng đầu. Ok, chơi. Ý chị dùng đầu, nghĩa là cho Gina tiếp đất. Thôi. Dạ. Không lên, đừng để chúng ta làm trò đùa nữa. 3 phút gắt. Bắt đầu. Đó. Tấn thở. Lo đầu về chỗ. Chân vừa khó. Thôi em chạy qua bên kia. Đó. Một lần. Nhanh. Trời ơi. Hoàng Nghi ơi, chiếm rẻ. Chưa qua. Trời, quá xuất sắc em ơi. Ba rồi. Đây đang bị tụt đường huyết. Ở Gina nhẹ nhỉ? Ở nhẹ hẳn đi. Gina nhẹ. Có lên. Đồ chuẩn thế à? Toàn quả đồ chuẩn cho chơi à? Bố rồi. Chưa hết rồi. Em ơi, em không. Không, em có luôn mà. Cho Gina lại. Gina. Không phải em. Nhanh. Em chỉ có đúng không? Cố lên bạn. Giữ lại nào. Gãy. Em tin anh. Năm. Còn nửa thời gian. Ủa, cái này là đồ chơi em hả? Tí nữa bê. Chết ác quá. Người được ấm quá. Sẽ cho mọi người một cái cú nhẹ nhàng. Đi ra
Qua hôm nay là phải bảo đảm an toàn cho em nhá. Đã ok gần được rồi. Đó. Đó. Ok. Nhà đó này em sẽ không chỉ đâu, em hứa. Đây mọi người hãy ẵm em đi. Quay ghê. Ân Huệ, Ân Huệ. Ân Huệ, Ân Huệ. Rồi. Em như thế nhanh hơn đấy. Nhờ nhờ. 7 lượt. Còn 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tổng kết nào, tổng kết điểm nào. Xin mời trợ lý của tôi tổng kết điểm. Theo như em được thấy thì qua bao gian lao và thử thách, đội xanh đã được 8 lượt. Gần chồng người. Xin mời đội vàng lên chơi. Đó lên. 3 phút bắt đầu. Nhầm chân. Có chân. Khó khăn nhỉ? Thôi mon qua B đi mon. Yeah. Người đầu tiên. Giữ cái tay lại. Cậu khoác vào đầu, không được làm thế, khoác vào đầu, khoác vào đầu. Rồi để hai B hai chân lên, đúng rồi. Ủa? Để cao chân lên nào. Ôi chân dài quá mà. Chị đừng có khăn. Hai. Để tạo cơ hội cho họ đưa chị mon. Khoác hai chân qua. B chân lên. Đúng rồi, B chân lên. Đấy, phải bảo vệ. Không, bảo vệ. Phải bảo vệ chứ. Đúng rồi, cứ quăng quật như thế nhỉ. Tại vì đồ này chơi bẩn chắc mà. Lớn luôn. Mắc hàng dây vô xin nhẹ tay em ơi. Nhìn mặt anh lên rất khổ. Đi. Lại đến đuôi nữa hả mọi người? Ở này rất nhẹ nhàng đó. Tám. Hả? Thêm giờ 7 rồi. Lần thứ 8 này, cân quân bằng tỷ số này. Mọi người ơi, còn mới một nửa thời gian chưa qua. Trời ơi, từ từ thôi. Phạm lỗi vì cái tội Chơi. Không giữ an toàn cho đối thủ. Phạm lỗi. Không giữ an toàn cho đối thủ. Quăng quật người ta thế à? Không được. Không bảo vệ. Xuống đi. Đứng lên rồi mới nhẹ. Nhẹ nhàng. Em nghe nó anh mới giảm cân cùng em thôi. Nhẹ nhàng. 30 giây. Nếu không chơi em nhàng quá. Lấy một chiếc lên. Nè. Nếu mọi người không làm thôi chứ được phê phiền lắm. Trời ơi. Còn 10 giây thôi. Nhanh thôi. 8 rưỡi. Hết chưa? Hết rồi. Tối quá à. Tối đúng không? Đang cảm nhận của chị sao chị Minh Chi? Trời ơi, chị không biết chị đang ở đâu ạ. Nghe chị biết mất trí nhớ. Trong vừa va chạm rồi. Thân quá. Thế sao team thì các bạn có thể ác liệt mà quăng quật như vậy? Trời ơi, anh có biết là em có thấy là cái đội của em nó rất là fair play luôn á. Em là rất là nhẹ nhàng, em thả lỏng cho mọi người đi qua. Còn mọi người winner này, cứ vậy nè. Tám phút chị buông ra luôn. Câu giờ. Nha, nói chung là tỷ số chênh lệch nhau 0.5 là chính xác rồi. Rồi, chiến thắng ở vòng thi này thuộc về đội vàng. Có phải trừ điểm vì cái tội sức đầu mẻ chán chứ. Đúng rồi. Nhưng mà được cộng điểm vì ông đấy. Thôi. Đấy, các em nhìn thấy đạo cụ đây không? Rất là nhiều thứ, rất là phức tạp. Trò chơi này có tên là chọn đúng thứ tự. Thành viên thứ nhất và thành viên thứ hai sẽ bị bịt mắt và ngồi áp lưng lại với nhau. Nhớ xác định đâu ở lưng nhá. Và trong vòng 20 giây sẽ phải xoay đủ 10 vòng
và sau đó đi lấy chai ở đằng kia. Lúc này đội đối phương sẽ phải đề ra 5 con số bất kỳ. Là mình bịt mắt mình quay xong mình mở ra mình lấy. Đúng. Thế mình phải lấy cái chai theo số. Thành viên thứ 3 sẽ lập tức thế chỗ thành viên thứ 2, bịt mắt và xoay tiếp tục 10 vòng. Sau khi xoay đủ 10 vòng, thành viên thứ nhất sẽ tháo bịt mắt ra và lấy bóng bàn đặt lên 5 miệng chai để kết thúc. Chiến thắng sẽ dành cho đội hoàn thành xong sớm nhất. Rồi, mọi người hiểu luật chưa? Dạ rồi. Vừa xem là cây, thấy chưa? Ok. Lên bàn. Rồi. Đố số nha. Trò chơi bắt đầu. 1 2 3 Cố lên. 4 5 6 7 8 9 10 Như con ngỗng. Số. Nào, nhanh lên nào. 1, 2, 3, 6, 8. 19368. 19368. Không sao em ơi, thời gian vẫn còn nhiều. À, quên. Đứng xem. Tao mất thời gian thôi. Đứng xem. Rồi, winner mời em về chỗ nếu em còn tỉnh táo. Chóng mặt lắm, khó chịu cực. Tỉnh chưa? Em tỉnh rồi, mượn okay. Rượu tỏ tình mà. Rồi, tỏ ai vậy? Vừa rồi thì là 1 phút 7 giây. Mong là đội vàng sẽ phá được kỷ lục. Rồi, chơi chưa? Bắt đầu. 2, 3, 4, 5, 6. Cố lên. Sao? Rồi, xuống đi. Ôi, nhìn mình đều ơi. 6 1 7 3 1. Rồi, xoay. Lên. Chị Hải Ly có vẻ chị trong mặt đang kiếm. 5 8 6 5 4 10. Nào, ai ra nào? Gina đúng không? Kẹt coi. Sao dạ bị gì vậy? Kẹt, xịt tắt lên đi. Cười mà như đang khóc nữa. Đang. Hết giờ. Ôi, 1 phút 41 giây. Ôi. Xin mời các bạn về chỗ. Ê, như kiểu chân này cái trò mà tẩu lượn siêu tốc quay xoay nhức đầu lắm. Trời ơi, em chưa hỏi là sao rồi? Xin hỏi cảm nghĩ của Gina em. Yeah. Em thấy sao? Em không gặp được. Do cái tính thú vị của trò chơi này nó khá là cao. Cao như là cao không? Vui mà, nên là tiếp thêm có một trò chơi nho nhỏ đó, và đối kháng giữa khách mời và MC. Khách mời và MC. Và... Yeah! À, nãy giờ rồi. Bây giờ thì chơi gì? Bây giờ chị phổ biến luật đi, em chơi với chị nào. Ok, thế thì bây giờ nhá, chị và em sẽ cùng bị mắt quay 20 vòng, xong sau đấy là 20 vòng á? 20 vòng. 10 vòng hay 20 vòng chị? 20 vòng. 20 vòng. Ok. Từ nãy là có chơi gì đâu em. Ok. Em mấy tuần em có chơi gì đâu. Đó. Quay 20 vòng xong sau đấy là thi xem ai mà đứng được một chân giữ lâu hơn thì người đấy thắng. Ok rồi. Khi nhảy là thôi vỡ mồm rồi. Thôi luôn. Vỡ mồm nhảy làm sao mà chị ăn đứng được. Đứng như này là mới khó hơn. Ừ, đứng. Đó, chơi luôn chị. Cô chơi lên. Ai đó nói với cô. Are you ready? 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh chơi lên đi ạ. Ôi mẹ ơi. Ba,
Bỏ chân lên đi ơi. Chân lên mới nhanh được. Linh ơi. Anh xin lỗi Linh ơi. Anh không bao giờ chiều em nữa đâu Linh ơi. Dạ. Anh đi ơi. Dạ. Cầm chân tiếp xoay vào vòng anh. Tết vậy đi anh ơi. Hay để làm MC thế anh luôn nha. Rào chứ. Yeah. Rào chứ. Fail fail. Thấy chưa, chị đã trả thù cho tất cả bọn em. Em đã xin lỗi. Mọi người ơi, sau một hồi fail cách nhục nhã này đâu đó mình.